đánh khoảng 4-5 con thôi nhá. Đùa ấy, anh đánh được một con anh định làm gì? Làm gỏi á? Ừ. Sao có một con đủ rồi, cần gì nữa? Làm gỏi cũng... Chẳng nhẽ ăn gỏi không à? Định ăn gì nữa? Ăn nướng. Đây rồi. Ngoài hết. Ấy. Phát này thì nhiều ấy. Không biết có được không, chúng ra được đấy. Ao sâu nhỉ? À, ôm được con rồi. Con này vào đến Tết được 5 cân không anh Nút? Ừ. Chưa được đâu. Cá này chưa lớn lắm. Cứ bắt thôi. Ồ, 3 con à? 3 con. Con để cho chú các chú đi đi kỷ niệm một con. Ừ. À, chẳng nhẽ vì bắt cá thì không được con nào đi thì vợ chê nhỉ. Ừ. Lần sau vợ không cho đi đâu đấy. Đi chứ. Sau em cho nó đi. Măng này là măng sặt à chị? Chị không biết đâu. Chị không biết. Anh nhìn đấy à? Măng ngon chưa? Tôi không biết là măng này. Măng này chỉ có luộc với xào tỏi chị nhỉ? Cái này là khác loại. À. Không biết măng gì nhỉ? Nó khoáng. Chị chỉ có cười suốt. Chị không biết rất, nói. Rất vui tính. Cười suốt. Không biết nói. Không biết nói gì. Mà, không biết đây, măng ngon chưa? Đấy mà luộc. Luộc xào. Nướng ngon. Làm gỏi cá coi nhà ăn sống đấy anh nhỉ? Vâng. Cái này là nướng, à, làm nướng. Làm gỏi sâu. Cái này là nướng anh. Vâng. À. Nướng. Số em có thích không? Em cũng biết ăn đấy. À, nướng phải xẻ như thế để cho gia vị. Đây, cho gia vị vào nó ngấm. Ngấm. Nó ngấm nó mới ngon. Mà. Nhà nuôi được cá cũng sướng nhỉ. Vâng. Thích thì xuống đánh mấy con ăn. Thế rồi. Thì mình nuôi ăn thôi mà. Vâng. Nhưng mà cá mình nuôi ăn ngon. Vâng. Không như cá chợ đâu. Cá chợ thì nó nuôi khám. Vâng. Đây gọi là món cá nướng. Ừ. Cá còn năm nhiều trứng nhỉ? Ừ, bắt trứng rồi đấy. Cá này nó lâu năm rồi. Cá nuôi lâu rồi được rồi. Ừ. Cá này không có cám cò gì, chậm lớn. Được gọi con nào anh? Con này. À, năm gọi là con đấy.
gia vị để nướng, muối, hạt sẻ, ớt. Lồn quá, hết rồi. Tam gọi đây thì không để nó dính nước anh nhỉ? Vâng. Thịt của nó không để dính nước. Vâng. Anh em đi chị gọi em. Ừ. Chúng chị đó khay đó. Cho khay đi. Lo đi. Em mới chè nó. Quá, quạt tủ không có nghe quá. We'll be right back.
lại tiếp tục cá suối nướng. Cái này là xong rồi đây à? Lúc cá ớt với hạt sẻn. À, cá này mình bắt được trước xong rồi cho vào tủ đá, tủ lạnh à? Cá này nó lắp được từ ngày hôm qua. À, bắt được từ hôm qua. Đào khinh các bạn. Pa bình. Bắt đầu xong mâm cỗ rồi đấy. Cỗ nhánh nút này to thế, nhánh nút ạ. Cỗ này to đấy. Cái gì mà có hai mâm cỗ to quá. Hai đó, hai áo này là kỷ niệm cháu rồi, cái này quá cảm ơn nhá. Dạ. Thế cho thằng cu này mặc. Một cái này cho chị gái, một cái này cho nó được vừa rồi.